Hello anh em, mình là Kim Mô Tôn. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn thấy Exciter 150 có một cái lỗi chí mạng luôn. Đây ạ, cái xe này người ta mới đi Odo, mới được có 36.150 km, đã bị một cái lỗi chí mạng. Đây, qua kiểm tra sơ bộ thì mình tháo ở đây ra phần đầu bò. Trong này nó hơi tối đấy, anh em nhìn thấy cái xúc bắp dưới và hai xúc bắp trên. Đây còn một cái thân xúc bắp trên này, xúc bắp út, một cái bị gãy luôn rồi này, anh em này. Đó, cái này thì không biết là do lỗi của người đi hay lỗi của nhà sản xuất, thì chắc anh em cũng đã biết rồi. Cái này là chỉ có thể là do lỗi của nhà sản xuất. Dầu mỡ vẫn bơm lên bình thường, đây dầu trên này vẫn còn vàng đẹp nguyên này. Đó, bị đứt đôi nữa. Đây là qua kiểm tra sơ bộ. Là cái xe này của người ta đang đi bình thường, tự nhiên nó kêu khoạch khoạch cái là chết máy luôn. Bó cứng, không thể nào mà đạp lổ, không thể nào để nổ được. Dựng chân trong giữa lên để số mà giật cái bánh sau, nó cũng không thể nào mà nhúc nhích được cái bánh luôn. Đó, qua kiểm tra sơ bộ thì nó đứt như này. Thì tí nữa thì mình sẽ tháo phần trong này ra cho anh em coi tiếp, xem ở trong nó bị hư hại đến đâu. Ok, anh em chờ mình một xíu để mình tháo nó ra đây nhá. Vâng, sau 15 phút thì hụt thì mình đã tháo được cái đầu bò của xe F150 này đây. Thì cái sút bắp đây nó gãy ra làm 3 đoạn luôn. Đó, nó gãy ra làm 3 đoạn. Và cái đầu của cái sút bắp này nó gãy ra, nó chọc vào đây, đã làm biến dạng cái lỗ ở đây rồi. Để thay cả cái đầu bò này. Phần hơi thì bị xước một vết rất là sâu. Đó, anh em nhìn rõ không ạ? Nặng hơn nữa thì là cong cả cái tay biên ở đây, anh em nhìn rõ nó cong. Đây là một cái lỗi này rất là ngớ ngẩn. Phần mũ của piston bị hằn một cái nốt rất là sâu ở đây, bị trống này. Một siêu phẩm của dòng Yamaha Exciter 150 rất được ưa chuộng. Đấy, dính một cái lỗi không đáng có ở đây, gãy cái thân giúp bác làm đôi, làm ba rồi. Quá phí với một cái xe còn mới, mới đi được có 36.000 km, rất còn mới luôn. Những chiếc xe này thì thanh niên đi những chiếc xe này thì giữ nguyên bản anh em nhé, chỉ có độ mỗi đôi lốp thôi, độ mỗi đôi lốp Michelin bản là 140/70-14, và lốp trước cũng là lốp của Michelin. Đó, lốp trước của Michelin. Trên cái xe này hoàn toàn dính bản luôn, không độ chế bất kể một cái gì, máy cũng chưa bị can thiệp mà lại bị dính một cái lỗi này. Thanh niên này đang đi với cái tốc độ chỉ có 30 cây số một giờ thôi mà bị gãy như thế này, vô cùng đáng tiếc đối với một chiếc xe huyền thoại của dòng Yamaha là chiếc Exciter 150. Đó, đây là một cái lỗi rất là ngớ ngẩn, một cái lỗi chí mạng. Một cái lỗi này gây ra thì các phụ hậu quả của nó cũng tương đối là lớn đấy, anh em ạ. Bây giờ nếu mà thay phần hơi, đầu bò và cái ở đây thì là phải bổ toàn bộ cái máy này ra, vô cùng phí đối với một cái chiếc xe mới. Tay biên nó bị cong luôn. Đó, rất là đáng tiếc. Ok anh em, thì đây là cái clip này là mình đã chỉ cho anh em thấy là một cái lỗi vô cùng dớ dẩn trên một chiếc xe Exciter 150 huyền thoại của dòng Yamaha. Đó, cái này là lỗi do nhà sản xuất chứ không phải là lỗi do người đi anh em nhé. Vì là dầu máy ở đây, đây thì cái dầu máy nó trong này thì mình xài rồi, dầu máy vẫn là bằng gươm này, người ta cũng là mới thay. Đó, nhưng mà nó đã bị gãy như này rồi. Vâng, xin chào anh em, mình là Kim Bột Tuôn.